Tôi chuẩn bị đi khám bệnh cho người ta. Lấy giùm tôi cái tay nải với. Máy sắp nhỏ. Ta. Hả? Hồi nãy giờ tôi kêu bà không nghe gì đúng không hả? Ông nói gì? Trời đất quý thần ơi trời. Tôi nói á là tôi chuẩn bị đi khám bệnh cho người ta. Lo giùm tôi cái tay nải cái chị hai. Chị hai. Già mà không biết già đi với ông Tám á, nhìn á tưởng hai chị em không chứ không nghĩ hai vợ chồng. Ông nói gì vậy? Ông mới kêu tôi gì vậy? Cái gì vậy? Ông mới kêu tôi gì vậy? Kêu gì ai nhớ? Ông kêu tôi là bà, ông kêu chị hai. Ngày thường ông kêu tôi bằng em, bằng mình. Hôm nay em kêu tôi vậy hả? Ủa kêu vậy luôn hả? Rồi có sao không? Tôi biết rồi. Ông kêu tôi già, ông kêu tôi xấu phải không? Trời ơi trời. Uổng công bao lâu nay tôi không có chăm sóc bản thân của tôi. Tôi chỉ lo cho chồng, cho con. Mà bây giờ ông chê tôi. Tôi tàn tạ quá mà. Được rồi, tôi sẽ không lo cho ai hết. Bắt đầu ngày mai cha con muốn làm gì làm đi. Tôi phải chăm sóc là bản thân tôi. Tôi không muốn quan tâm cái nhà này nữa. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời?